Ngay đầu cổng chợ Ô Môn luôn quý vị ơi, chợ hoa của Ô Môn nha. Có một chị tên Mai, cũng bán nhiều thứ, trong đó có mai chậu nhỏ này quý vị. Chậu nhỏ thôi 120 một chậu ha, bông rất là nhiều. Hôm nay mới có 22 tháng chạp thôi, cho nên là bông chưa có nở. Nhưng mà nhìn những cái nụ nó sắp bung rồi. Những cái nụ sắp bung. Mà mai chị còn bán cây hành. Ồ, cây hành rất là to luôn. Đi một chút, vô thêm một chút và khỏi cổng một chút thì chúng ta gặp một cái chị bán sen đá. Sen đá em hỏi thăm chút chị. Chị tên gì chị? Chị gì? Hả? Loan. Chị Loan. Dạ. Ở đây là sen đá hả chị? Sen đá. Dạ. Em không gành sen đá lắm, nhưng mà chị cho biết ơi, cái như em muốn mua chậu nhỏ thôi, nhỏ nhất giá nhiêu chị? 12 ngàn là có thể có một cái chậu sen đá để trên bàn ha. 12 ngàn. Quý vị ơi, cứ lại tìm với chị cái chỗ, cái gian hàng của chị Loan ha. Thì rẻ nhất 12 ngàn là mình đã có một cái chậu bé bé xinh xinh này, sen đá ha. Tôi cũng chưa có chơi nhưng mà anh chị nào mê hãy ra cái gian hàng của chị Loan ha, sen đá quý vị ơi. Cái lô của bán của chỗ chị Loan ngoài sen đá ha, còn là các loại lan ha. Cây chạng nguyên hả? Này cây lan. Cây trạng nguyên hả? Cái cây có chút xí à. Mà cái bông đó là bự hơn, cái thân cũng hơn. Trạng nguyên chậu nhiêu chị? 130. Dạ, cảm ơn chị. Chị cho hỏi cây này nè chị. Môn, bạch môn. Lan hả? Lan ý hả? Rồi chậu nhiêu luôn? Chậu 95. 95 hả? Kêu bạch môn cũng đúng luôn phải không? 95. Không phải. Là quyết môn. Quyết môn. Quyết môn là này. À, bên này là quyết môn. 130 thôi là được lan ý ha. Quyết môn. À 95. Đây là lan ý. À 130 mới là cây trạng nguyên. Ở nhà có trồng mà vậy mà kêu bạch môn mà. Nhà. Cái đó cái gì? Cái gì? Cái này là
Lan gì? Lan Quân Tử. À, ở đây chị có bán chậu luôn. Bán chậu luôn, dạ. Ngủ gia bì. Tại năm cái lá đó cứ ngủ. Ở nhiều người nó ở hoài á. Không, nhà anh có cái cây mà không à, nó nhỏ gì trời, cây nó bự lắm mà ta. Đây là cây ngủ này, gia bì, ngủ gia bì mini. Ở đây cái gì cũng mini hết trơn. Hồi nãy giờ không để ý là cái gian hàng của chị là cái sen đá là có để giá là quý vị ơi. Đó, em rất là thích cái gian hàng nào mà có để giá. Đây nè nè nè, nó như cây này nè, để giá hết. Phải như có tên nữa ngon hả chị? Cho dân mù chữ. Thôi khỏi không hỏi nhiều. Trời, nghe nói mấy chục loại sen đá lận á. Nếu được á chị, cái cây này nè, chị ghi cái tên ngang á, nó còn phía dưới nữa, chỗ trống á, chị lấy cái viết lông chị ghi vô. Trời ơi, nhiều dân mù chữ lắm. Thấy đẹp đẹp đem về thôi. Ờ, có giá hết giờ nè quý vị ơi. Đó, hãy tới cái lô của chỗ chị Loan ngay chợ bông của trung tâm quận Ô Môn ha. Ở chỗ này chỉ có treo một cái bảng cây phong thủy nè. Đó, tham khảo luôn. Ở cái loại này bao hả? Bán được. Đó, nhiều cái cây này có 15 ca thôi. Nè. Nhân ơi, cái này chiếc trứng gì giống vậy nè nhân? Cây cha đó hả? Cái gì? Cây mắc nai. Mắc nai á hả? Cái bài mắc nai cha là cái này sao? Đây là cây mắc nai, nhưng mà thấy cây thấy trái không à? Tưởng tượng như trái vậy. Ủa, thật ra là lá của nó hả chị? Không, cái lá, luôn. Cái cục lá đó hả? Nó là vậy đó, không biết là lá hay là trái nữa. Trồng lâu là nó thông, nó rủ cái gì. Nó ra vậy các bạn. Ồ, cây mắc nai nha. Đây. Đây là mới ai à, ai có xem được cái video này hãy ủng hộ chỗ chị Loan hay quý vị ơi. Chị có cho số điện thoại không để có gì em gắn lên cái video nè. Đâu chị đọc đi. 0939 ha. 132157. Rồi, cảm ơn chị. Nhật Phương hả? Nhật Vườn Lan Nhật Phương. À, cái vườn lan đó ở đâu chị? Cái đèn hát là đỏ rồi đó. Dạ. Qua cầu Ô Môn. Qua không? Qua cầu Ô Môn. Đi lên tới cái chợ Tịnh Xá Ngọc Thành đó. Tịnh Xá Ngọc Thành. Dạ, tới giường luôn, dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Ai không là không tới được cái gian hàng của chị thì có thể tới nha, tới giường luôn. Tới giường luôn. Dạ, đây, ô, có cạc luôn. Rồi, đây, gửi luôn. Đây, nè, nè, tử quấy đi, tử cầm tử quấy. Hay quá. Đây nè, đó, địa chỉ đây. Vườn Lan Nhật Phương. Địa chỉ đó quý vị. Đường đi luôn nè. Qua cầu mua một chút xíu. Hướng về phía Long Xuyên. Tới Tịnh Xá Ngọc Thành. Lá đây gì?
đường đi diện lúa đồng bằng sông Cửu Long. Thông lọc qua hả? Thấy hoài thấy thông lọc qua, cây nó bự bự, bự lắm nha, cây nó bự. Cây bự lắm, ở này tại mua cây nhỏ mini không hả? À? À, đúng là cái nhà này mini ha. À, dạ. Mini. Dạ. Cây là mini. Cây gì cũng mini hết á. Thông lọc qua gì vậy? Đây là thông lọc qua, thông đó là. Rồi mình chia tay nước này qua lên mấy đứa cá cái gì vậy? Coi dạng mạnh lắm. À, cái chậu mà 12 ngàn chị nói là cây gì chị? Sen gì? Cái tên á? Nó nhiều loại tên, cái này là thạch bích. Cái gì? Cái này là thạch bích. Thạch bích hả? Thạch bích. Bích. À, thạch bích. Không, em muốn hỏi cây rẻ nhất ở đây thôi để quý vị coi. Cây thạch bích rẻ nhất, 12k. Đó, sen đá. Rồi, ở đây có bảng giá hết quý vị ơi, cứ thoải mái mà lựa thôi. Thích thì chọn thôi. Rồi thôi, tạm biệt chị Loan nha. Em đi xem qua tiếp ạ. À. Dạ, cảm ơn chị. À, tiếp tục thăm chợ bông quý vị ơi. Dạng giống như sống đời vậy đó hả? Dạ. Lữ hổ hả? Lữ hổ. Nó có nhiều dạng lắm, loại cao, loại lùn, loại có gì vàng, loại không gì vàng, loại đây là không gì vàng. Lữ hổ. Lấy lá trồng cũng sống. Em có ấy là lá lùn này em chưa có. Còn cây bên kia là không biết hả? No biết. No luôn. Đổ xe ha, thẳng vô cho chạy với đổ xe vô. Cũng thẳng mà. Còn đây là cây bông giấy ha, đủ loại luôn. Màu hồng nè, màu đỏ. Ồ, có màu vàng nè, màu trắng luôn, màu tím. Đầy đủ luôn, nhiều màu. Bông giấy nha quý vị ơi. Có bông màu vàng hồi đó giờ mới thấy á Linh. Màu cam bên kia nữa kìa, có màu cam nữa. Tốt kìa. 1 2 3 4 5 6. 6 màu luôn nha. Rồi thôi đi. Đi thôi. Rồi đi. Tiếp theo là một hộ. Chuyên về cây hạnh và mai. Hạnh nhiều lắm. À, năm nay hạnh bự bự không á Linh? Hạnh rất là bự.
ớt ha quý vị, này loại ớt, các loại ớt luôn, ớt xanh, ớt đỏ, ớt tím. Cái bông trang hả Linh? Bông trang cũng vô chậu luôn quý vị ơi. Cây bông trang bự lắm nha. Chậu bự nè. Này chắc vô chậu lâu lắm rồi nè. Cái gốc không phải mới nha. Còn chậu cũ luôn á. Ồ, cây mai này cao nha. Cái gốc bự ha. Này cắm cả chục năm không? Cái này á? Ừ. Cái đó à. Cả chục năm à, gốc bự nè. Hả? 3-4 cây bự cả chục năm luôn. Hôm nay thấy cây hành nhiều. Ồ, nhiều lắm. Rồi, cảm ơn con. Hả? Cái gì? Cái gì? Hạnh lộc. Hạnh mà lộc. Ờ, anh biết đó chữ là hạnh lộc. Lộc ơi, hạnh lộc. À. Rồi, chứ lộc hơi nặng chút, xuống hơi nặng. Hay quá. Này cho trẻ em nghe hả? Đây là lộc. Đây cũng giống như màu giống như cái dưa hấu mà giống dưa hấu nhỏ vậy. Giống như dưa hấu nhỏ. Hạnh này mới thấy nè. Cái này mới luôn. Một chậu bao nhiêu chị? Cây cây bự bên kia. Đây nè, cây nhỏ nè, 100 nè. Mấy năm trước có bán chưa chị hay là mới năm nay thôi? Mới có luôn. Dạ. Cá đẹp. Hạnh lộc hả? Này lấy bên Sài Đéc vậy? Dạ. Nhà chồng hả? Dạ. Có chơi số điện thoại không? Đọc số điện thoại em để trên màn hình cho. Để quảng cáo chơi rồi bà con lại mua. Em đăng trên mạng á. Dạ. Không. Không có nhiều phải không? Vậy thôi. Dạ. Một cây nhỏ thì 100. Hạnh lộc ha. Cái trái thật. Đúng là giống như trái dưa hấu nó sọc. Cái nhỏ 100 ha quý vị ơi. Hả? Còn chậu lớn thì 350, đúng là trái lớn thiệt. Rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Đi tiếp ạ. Ở này là chuyên hạnh luôn, trong đó có hạnh lộc đặc biệt ha, mà chỉ có năm nay mới có. Giờ số lượng cũng ít thôi. Nó bụng quá à, mà hai cái đi ấy rồi. Rồi thôi, để đi. Rồi đi. Rồi em đi ạ. À. Rồi, cảm ơn chị nha.